Định nghĩa plyometric là gì? Plyometric hay còn gọi là reactive training. Nó là một được biết đến như là những cái hoạt động tập mà về bài tập nhảy, có hoạt động nhảy trong đó, hoặc là bài tập về sự phản xạ. Reactive, phản xạ hoặc là nhảy ha. Rồi ví dụ như là, nhưng mà nhảy có như trong ở đâu, ví dụ như đánh bóng chuyền, đánh bóng rổ, thì khi mà người ta bước đến, người ta dậm nhảy á, dậm chân xuống và để bật cao lên á, thì đó gọi là plyometric. Cũng như bóng chuyền cũng vậy, và bất cứ một cái chuyển động nào có liên quan đến nhảy hoặc là phản xạ thì đều gọi là plyometric. Và từ những cái chuyển động gọi là bộc phát năng lượng như vậy nên nó mang tính là explosive movement, là những chuyển động bùng nổ. Những chuyển động bùng nổ này thì tất nhiên mình sẽ không có nhảy, khi đã nó bùng nổ thì mình không thể, mình biết nó thuộc hệ năng lượng nào, cũng như là mình tập nó, ví dụ như có trong bài tập thì bao nhiêu rep một set là vừa, thì có thể khoảng từ 3 đến 5 rep explosive, hoặc là thậm chí là 1 rep, 2 rep gì đó, chứ không thể nào bật nhảy liên tục mà 15, 20 rep, thì đó không còn explosive nữa. Hoặc là những cái bài tập về hopping, jumping cũng được. Hopping, jumping thì nó sẽ thuộc về cường độ thấp hơn, nó sẽ ít explosive, ít bùng nổ hơn, nhưng nó cũng có chuyển động. Vậy khi trong một cái chuyển động nhảy á, trong một cái chuyển động nhảy thì các bạn thử hình dung cái cơ của mình, ví dụ như cơ đùi trước thì nó sẽ co bóp như thế nào. Ví dụ một động tác dậm nhảy này, ví dụ một động tác dậm nhảy bóng rổ chẳng hạn, thì để thực hiện động tác dậm nhảy này thì các bạn thử hình dung nó có những bước như thế nào. Có thể hình dung được không mấy bạn? Khi mà bước dậm nhảy thì cái người này đầu tiên phải hạ người xuống, thấp người xuống, sau đó có một khoảng nghỉ nhỏ trước khi họ bật nhảy cao lên, đúng không? Vậy khi mà họ hạ cái người xuống như vậy á, thì cơ đùi, cơ mông nó ở trạng thái nào? Co hay duỗi hay như thế nào? Ly trả lời thử được không? À, mình trùng chân xuống thì lúc đấy sẽ là, anh nghe thấy không ạ? Ok, nói đi. Theo em thì là cái lúc mà mình nhún người xuống để chuẩn bị bật lên thì ví dụ như là cái phần đùi mình nó sẽ co lại đùi trước ạ. Còn nếu lúc mà mình bật lên rồi ấy, thì là duỗi ra. Ok. Rồi, Duyên có ý kiến nào không Duyên? Lúc mà trùng người là cơ đang duỗi, xong rồi lúc nhảy lên thì cơ trùng xuống là đang căng, bật lên là nó đang duỗi ra. Rồi. Ok, mình sẽ thống nhất, mình sẽ gọi là cơ nó duỗi và nó co và duỗi để dễ hình dung. Rồi ha. Hoặc là nó có từ chuyên môn của nó, nó có từ chuyên môn mình đã học rồi. Đây, từ chuyên môn. Thì một cái chuyển động plyometric á, nó chia làm 3 phase. 3 phase. Thì có phase nào? Phase eccentric. Nhớ eccentric là gì không? Eccentric phase tức là lúc này cơ kéo dài sợi cơ ra, cơ giãn ra. Nhớ không? Đó là eccentric. Thì mình sẽ gọi là cơ duỗi. Thì lúc mà mình chùng người xuống á, ví dụ tưởng tượng hình dung trong lúc mình thực hiện động tác squat xuống, thì khi người mình đi thấp xuống thì cơ đùi và cơ mông duỗi ra chứ nó chưa co lại, đúng không? Rồi, đó là phase đầu tiên. Phase thứ hai người ta có tên gọi là amortization. Thì đây là cái bước chuyển từ cái đang duỗi sang co nhanh để thực hiện một cái phát lực lớn lên.
Thì đây là phase thứ hai, là bước chuyển năng lượng. Rồi cái phase cuối cùng mới là concentric. Thì concentric là co cơ. Thì lúc mà mình bật lên cao thì lúc này cơ nó mới co lại để nó phát lực, thì mình mới bật lên được. Thì giống như mình thực hiện squat xuống điểm thấp nhất, mình bắt đầu mình mới co cơ đùi và cơ mông lại, thì nó lúc này mới đẩy cái người lên được. Hình như được không mấy bạn? Đó, đó là ba cái phase mình cần nhớ trong một cái chuyển động plyometric. Rồi, tại sao tập cái này? Tập cái này á, plyometric nó phù hợp không hầu như á, mình sẽ thấy trong các chương trình tập cho vận động viên hoặc những người tập luyện chuyên nghiệp thì nó sẽ có những cái chương trình tập này. Nhưng sau một thời gian họ cảm thấy những cái lợi ích nó mang lại có thể phổ biến rộng ra khắp cả tất cả mọi người đi tập luyện, nên họ sẽ hướng đến tập luôn cho tất cả mọi người, gọi là mọi người bình thường tập cho khỏe cũng có thể tập được, và có những cái mức độ khác nhau từ thấp đến cao để cho tập luyện nó phù hợp. Đó, thì ở đây người ta có nói đây, ở đây người ta nói là dùng cái plyometric training là khi chúng ta cơ thể phản xạ lại với cái việc mà đặt áp lực lên cái bề mặt, xong sau đó phát được cái một lực lớn hơn, thì khi mà mình nhảy lên chẳng hạn thì mình phải luôn phát lực lớn hơn so với mình đứng tại chỗ mình squat hoặc là mình bước. Thì rõ ràng nhất là động tác squat tại chỗ nó sẽ dễ hơn là jump squat, hoặc là lunges nó sẽ dễ hơn là jump lunge. Thì các bạn thấy đó là lý do nó ở một cái mức độ khó hơn so với tập bình thường. Rồi, bên cạnh đó thì phải thực hiện với tốc độ cao và vận tốc lớn. Thì khi mình tập luyện cái này á, nó sẽ phát triển cái gì? Nó phát triển sức mạnh phần trung tâm, core strength. Phần core strength, khi mà mình thực hiện những chuyển động nhảy thì cái phần core của mình phải khỏe để nó giữ được cái sự ổn định và thăng bằng cho cơ thể. Thì từ đó mình nhớ lại những bài trước, thì cái bài plyometric này á, sẽ không phù hợp với ai, sẽ không phù hợp với những người mới tập, tại vì lúc này cái sức mạnh của phần core họ chưa có. Những người mà chưa hề tập gì hết, bắt đầu mới bước đi tập thì sẽ không phù hợp, mà họ phải đáp ứng được có một cái nền tảng cơ bản trước khoảng 1-2 tháng gì đó để cơ thể nó chuẩn bị, xong sau đó mới nên tập cái plyometric này thì nó sẽ phù hợp hơn. Rồi nó sẽ phát triển sức mạnh phần core, rồi nó sẽ tập được sự ổn định của khớp. Sự ổn định của khớp do những động tác nhảy này, nó sẽ có những cái gọi là bắt cơ thể mình giữ cho, bắt những cái khớp xương như gối, hông, cổ chân gì đó, giữ cho cơ thể giữ được thăng bằng, thì nó sẽ tập luyện được cái stability, cái sự ổn định cho cái phần khớp, cũng như cải thiện được biên độ vận động. Tại sao nói nó cải thiện được biên độ vận động? Ở đây ai từng bị tạ đè? Có ai từng squat bị tạ đè chưa? Tuấn, chắc có hả Tuấn? Thì ví dụ cái trường hợp mà bị tạ đè chẳng hạn, thì nó là giống như có thể là bình thường á, mình squat tới cái khoảng mà đùi song song mặt sàn, các bạn hình dung ha, đùi song song mặt sàn, thì mình quen cái mức đó, mình quen cái mức đó rồi, thì một ngày đẹp trời mình thử mình xuống sâu hơn cái mức đó thì tự nhiên bị đè, hoặc là mình sẽ thấy nó nặng hơn so với bình thường. Thì đây là lúc cơ thể nó thích nghi với cái biên độ mới của chuyển động. Thì cái plyometric này làm gì? Kể cả plyometric này khi kết hợp vào tập luyện với tạ, với resistance, thì giống như để cải thiện biên độ, mình squat xuống bình thường, mình chỉ squat đùi song song mặt đất thôi, không quá sâu, không đến mức mà mông chạm cỏ. Thì bây giờ với mức tạ vừa và mình chủ động giống như mình drop cái người mình xuống luôn, gọi là rơi xuống để mức tạ đè mình xuống qua khỏi cái mức mà ngưỡng bình thường mình có thể chịu đựng, để mình cải thiện cái biên độ chuyển động, cái mobility mà đó giờ mình chưa có tập, chưa có với tới, giống như là dùng cái ngoại lực để tác động lên cơ thể mình.
Rồi. Các bạn hình dung được cái mà mới vừa trình bày về cái range of motion của cái plyometric không? Range of motion ý này. Duyên hiểu không Duyên? Ok. Ok. Rồi. Thì tập luyện plyometric còn cải thiện được khả năng thăng bằng. À không phải lộn. Khả năng thăng bằng phải được tập luyện trước khi tập luyện plyometric mới đúng. Phải được tập luyện qua các bài tập thăng bằng, các bài tập về ổn định trước khi tập plyometric. Rồi. Tuy nhiên thì cái này như nãy mình có nói, nó sẽ không hợp với tất cả mọi người, mà sẽ đến một mức độ thì mới nên tập những bài tập này. Thì đó là những người nào không nên tập, những người có bệnh lý nền, hoặc là những người có giới hạn vận động, ví dụ họ đang bị stiff, họ đang bị giới hạn cái biên độ chuyển động quá nhiều, do họ chưa vận động gì nhiều, họ bị gọi là không có độ linh hoạt cơ thể á, thì tạm thời chưa tập mấy cái plyometric được, thì cần phải cải thiện qua từng phase cho nó phù hợp. Ok. Rồi. Tiếp theo. Vậy plyometric hồi nãy mình có nói với tới cụm từ mà explosive power hoặc là power, thì cái power này nó khác, nó dịch từ nếu dịch sang tiếng Việt thì có nghĩa là sức mạnh, nhưng nó cũng đồng nghĩa với từ strength, cũng là sức mạnh. Strength và power đều là sức mạnh, nhưng power, có ai còn nhớ power nó khác strength với cái gì không? Thêm cả tốc độ. Đúng rồi. Thì nó sẽ khác với lại strength ở chỗ nó có tốc độ. Tốc độ thực hiện động tác, tốc độ thực hiện cái khả năng phát lực của cơ thể. Ở đây người ta dùng cụm từ là rate of force, tức là khả năng cơ thể dùng được cái lực tối đa trong thời gian ngắn nhất có thể. Thì khi mình tập luyện plyometric này là để cải thiện cái vấn đề đó. Hoặc là ví dụ như mấy người vận động viên, nhất cái này tại vì thường nó sẽ phù hợp với những người thi đấu hoặc là chơi thể thao, thì nó sẽ giúp cải thiện giống như lực đánh của họ. Ví dụ như ở môn bóng chuyền, bóng rổ có thể ném xa hơn, hoặc là môn tennis có thể bật đồ xa hơn, chạy qua chạy lại, hoặc là môn vợt đánh này kia, hoặc là các môn như đánh golf chẳng hạn cũng được. Và những môn mà thiên hướng về thể thao nhiều á, thì những bài tập có về plyometric này sẽ nhiều hơn. Rồi. Việc tập plyometric này nhảy dây có được tính là plyometric không? Đúng, plyometric nhảy dây cũng là plyometric, cũng là một hình thức plyometric. Tại vì mình có thể hình dung, ok, thì như cái khái niệm đầu tiên nãy mình nói, nó có 3 phase. Thì một cái động tác nhảy dây của mình có những phase nào? Ví dụ ngay khớp gối có những cái cơ, cũng là cơ đùi, cơ mông, duỗi gập và nó tiếp đất và thực hiện nhanh. Thì plyometric đó đều là plyometric, là những chuyển động mà nó có một cái pha nghỉ và bùng phát một cái lực cao lên. Vậy tại sao nó thực hiện được trong cái ba phase này á, nó lại có thể bùng phát được cái lực lớn hơn so với mình đứng dưới đất bình thường? Khi mình nói mình nhảy, mình sẽ phát được một cái lực luôn lớn hơn là một cái lực mà mình đứng tại chỗ mình làm, đúng không? Ví dụ squat và jump squat thì mình luôn phải dùng cái lực lớn hơn để thực hiện jump squat. Rồi nhắc lại về muscle spindle nhạy cảm với gì? Muscle spindle nhạy cảm với gì? Các bạn nào nhắc về muscle spindle không? Alo. Ngăn duỗi cơ quá mức ạ. Ngăn duỗi cơ quá mức, đúng rồi. Và nó nhạy cảm với cái việc bị cơ, sợi cơ bị giãn ra, đúng không? Nó sẽ nhạy cảm với việc cơ bị giãn ra. Và nó phản ứng lại bằng cách gì? Bằng cách nó co cơ, nó báo hiệu tín hiệu lên hệ thần kinh, báo là đang bị duỗi cái sợi cơ ra, bây giờ phải co lại để tránh tổn thương sợi cơ. Đó là chức năng của muscle spindle. Thì tương tự như vậy, ở đây cái pha đầu tiên của động tác plyometric á, là eccentric. Thì cái pha mà mình chùng người xuống
là lúc này sợi cơ kéo giãn ra. Kéo giãn ra để nó gửi tín hiệu lên não là kích hoạt thêm sợi cơ để mà co lại. Và khi báo hiệu lên não chuẩn bị kích hoạt sợi cơ để chuẩn bị thực hiện ngăn cản cái việc mà cơ bị duỗi quá mức á, thì cùng lúc này mình lại báo tín hiệu thêm một cái nữa, thêm một cái tín hiệu nữa là mình muốn co cơ luôn. Thì vừa có giãn kích thích co cơ kiểu như thụ động và một cái mình chủ động mình co cơ, thì hai cái này kết hợp với nhau nên nó tạo ra lực lớn hơn so với là mình đứng tại chỗ mình thực hiện động tác. Duyên hình dung được chỗ nào không Duyên? Một cái như là cơ thể nó đang bị động, nó phải co cơ. Còn một cái là mình chủ động, mình muốn nó co cơ. Và khi hai cái này kết hợp với nhau thì nó sẽ phát ra lực được lớn hơn. Và khi mình nhảy lên rồi thì tới lúc mình đáp xuống cũng vậy. Lúc mình đáp xuống mình cũng phải khuỵu gối, mình cũng phải để cơ nó giãn ra lại. Thì khi lúc này cái chức năng của cái pha eccentric này nó kết thúc động tác phát lực, kết thúc phát lực rồi, thì nó mang chức năng gì? Nó mang chức năng là giảm tốc độ lại. Tức là khi mình nhảy lên, mình tiếp đất, mình phải thực hiện cái pha eccentric này để nó hấp thụ lực vào cơ thể, không qua, nó phải phân tán cái lực ra chứ không có đè lên một cái khớp nào hết. Nên khi mà nhảy mà sai kỹ thuật chẳng hạn, nhảy xuống mà thẳng gối lóc gối thì nguy cơ chấn thương khớp rất là cao. Đó. Rồi. Tiếp theo. Tập luyện cái eccentric này. Cái nguyên lý nó ở đây người ta có ghi là increase, tăng cường hoạt động của muscle spindle, như nãy mình mới giải thích, tăng cường hoạt động của muscle spindle cộng với co cơ chủ động của mình. Tại vì cái cơ bắp của mình nó hoạt động như hôm trước chúng ta cũng muốn học, thì nó giống như một cái sợi dây đàn hồi. Thì những cái năng lượng khi mà bị kéo giãn quá mức, cứ kéo giãn ra, thì khi mình buông ra nó bắt đầu nó co lại, thì cả cái lực mà bản thân của cái sợi dây, cho nói nôm na là sợi dây thun, ở đây người ta mô tả những cái năng lượng mà dự trữ trong sợi cơ mình giống như năng lượng đàn hồi elastic nè. Khi sợi cơ cũng tương tự vậy, khi mình kéo cái sợi dây thun ra, bản thân sợi dây thun nó đã có lực, và khi này mình còn đặt thêm lực vào thì nó sẽ phát lực mạnh hơn. Rồi, và tương tự này, đây là một cái vòng lặp liên tục của giữa eccentric phase và concentric phase liên tục trong cái hoạt động plyometric. Rồi, nói nôm na cái phần khúc giữa, cái pha giữa là cái phase chuyển giao năng lượng, chuyển giao để thực hiện động tác bùng nổ. Cái cuối là concentric phase, là co cơ để thực hiện động tác nhảy lên sau khi chuyển được năng lượng từ giãn sang co. Rồi. Vậy cái tầm quan trọng của tập luyện plyometric này giúp ích gì? Sẽ nâng cao khả năng stability. Cái này là cái gì quên rồi. Để mình kích thích. Nói chung là nó sẽ là tăng phản xạ, tăng sự nhạy bén, sự nhạy sao ta? Giống như là khi có tập luyện những cái thứ về phản xạ, hệ thần kinh mình nó năng động hơn, nó linh hoạt hơn. Ví dụ mình rớt đồ, mình ngay lập tức nghiêng người chụp lại liền, chẳng hạn như vậy. Các bạn hình dung ha, nó giúp khả năng mình phát lực nhanh hơn. Đó, thì đây là những cái lợi ích mà của cái tập luyện plyometric mang lại. Thì về khả năng thực hiện phát lực á, nó có ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Thứ nhất là những bao một cái thực hiện mà chuyển lực phát lực tốt á, nó đòi hỏi có bao nhiêu sợi cơ trong cái chuyển động đó, trong cái việc phát lực đó cần, được chưa? Bao nhiêu sợi cơ, và những cái sợi cơ đó nó có được đồng bộ hóa cùng lúc với nhau hay không, được không? Thì những yếu tố như vậy kết hợp lại thì những cái việc tập plyometric này giúp mình kích hoạt hệ thần kinh cơ tốt hơn. Người ta gọi đây là motor unit recruitment, tức là nó phải huy động những cái motor unit nhiều hơn so với bình thường. Và tăng vậy
Thì một câu hỏi ngắn là plyometric này có phù hợp cho người lớn tuổi tập hay không? Duyên trả lời. Có nhưng mà ở cường độ thấp thôi. À, ok, đúng rồi. Thì các bạn cũng có thể thấy là khi mình lớn tuổi á, hệ thần kinh mình bắt đầu bị sơ hóa, bắt đầu nó sẽ kém nhạy bén so với lúc còn trẻ, bị lão hóa dần. Là do những cái synapse của nó, những cái gọi là, nói chung là bộ truyền tín hiệu của nó bị giảm, không còn nhạy nữa. Nên người ta mới khuyên là người già nên đọc sách hoặc là nên chơi cờ chẳng hạn. Là để làm cái gì? Là để họ liên tục suy nghĩ, để gọi là tập luyện cho bộ não á. Thì cái việc tập plyometric này cũng vậy, là đó là việc tập luyện khi mà họ phải kích hoạt thêm motor unit trong hệ thần kinh để giữ cho hệ thần kinh của họ luôn được minh mẫn. Đó là cái lợi ích khi tập luyện thể thao kết hợp cho người lớn tuổi, mang lại những lợi ích như vậy. Tại vì bây giờ người lớn tuổi họ không cần cơ bắp, họ chỉ cần khỏe, họ chỉ cần họ có thể nhớ được nhiều hơn so với nếu họ không tập là được. Đó. Rồi, isometric phase. Rồi, việc tập luyện này sẽ cải thiện cộng với những mà nó yêu cầu mình phải hoàn thành được cái stabilization và bước qua cái phần strength của các bài tập về core, về balance, về resistance training. Thì khi mình tập luyện đến một giai đoạn, mình muốn thấy kết quả ở đây là gì? Đó là phản xạ mình nhanh hơn, mình phát lực được mạnh hơn. Thì đây người ta dùng cái câu này, tức là giảm được cái thời gian eccentric, tức là không phải thực hiện cái động tác quá chậm, mà là động tác mình lúc này sẽ nhanh hơn. Và ví dụ mình có thể vừa chạm đất mình bật lên liền, tiếp tục phát lực được tốt hơn, tức là khả năng vận động tăng cao hơn. Và khi mà thực hiện cái plyometric này á, bạn có thấy là ví dụ mình squat, mình lấy đà mình squat chẳng hạn, hoặc là mình bật nhảy đi, mình lấy đà vừa phải, mình khuỵ, mình chùng xuống một ít á, thì mình nhảy nó dễ. Nhưng mà mình chùng xuống theo kiểu mình ngồi xổm luôn, mình nhảy lại yếu hơn, hoặc là nhảy lại nó không được xa như so với mình lấy đà vừa, đúng không? Tại vì cái đó, tại vì cái hoạt động cái phase giữa, cái phase mà chuyển giao năng lượng giữa eccentric và concentric á, nó phải được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn thì nó mới chuyển cái lực lên và nó kích hoạt thần kinh hoạt động được. Và bên cạnh đó, như hôm trước mình cũng có nói, cái sợi cơ khi mà kéo giãn quá mức hoặc là co quá mức á, thì nó lại phát lực kém hơn so với ở cái vị trí gọi là tối ưu của sợi cơ. Nhắc lại cái hình actin myosin. Gottfried. Này. Ok. Thì hình nào đây? Khả năng phát lực. Để xíu để mình kiếm một cái hình. Không biết mấy bạn còn nhớ cái hình actin myosin không ha? Actin myosin. Ở trong từng cái sợi cơ nó có những cái sợi actin và sợi myosin như vậy. Khi bắt đầu nó kéo hai cái sợi màu hồng này vào ở giữa màu đỏ là nó phát lực. Nhưng ở đây các bạn có thể thấy nó đang chạm nhau rất là ít, thì ở đây quá xa, nó không phát lực được nhiều. Thì đây không phải là vị trí tối ưu, mà vị trí tối ưu của sợi cơ khi phát lực là nó ở khoảng hai sợi giữa này. Và khi quá gần cũng vậy, khi quá gần co hết mức rồi thì nó cũng không còn đủ khoảng trống để mà nó co cơ nữa. Thì đang quay ngược lại giải thích cho cái ý trên này, tức là plyometric mình chỉ lấy đà, mình chỉ thực hiện động tác ở cái pha gọi là nửa nửa của đi xuống và mình bật lên. Thì nó gọi chung giữa cái eccentric concentric này có một cụm từ lời là
involve series repetitive stress shortening cycle. Stress shortening cycle. Cụm từ này ha. Cụm từ này. Khi mình thấy cụm từ này thì mình hiểu là duỗi cơ và co cơ liên tục với nhau. Hoặc có thể hiểu nó là đang ám chỉ đến tập plyometric. Tập plyometric liên quan gì? Liên quan hệ thần kinh, điều khiển để phát lực tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Rồi. Tận dụng cái đó, plyometric vào tập luyện, nó sẽ giúp cải thiện khả năng gọi là chuyển hướng. Ngoài khả năng phát lực thì còn giúp cải thiện khả năng giống như là mình đang chạy xong mình dừng đột ngột. Mình đang chạy thẳng xong mình đột ngột rẽ qua trái, đột ngột rẽ qua phải. Thì tập luyện những cái này nó sẽ giúp cải thiện cái đó. Giống như mình có cái bài ice skater, mấy bạn có biết không ta? Đứng một chân bên trái xong bật nhảy qua bên phải, đứng bằng chân phải rồi lại bật bên trái, đứng bằng chân trái. Thì những cái gọi là mặt phẳng chuyển động khác nhau sẽ giúp cơ thể quen. Và khi tập đều dần quen được cái đó thì khi mình kết hợp vào các động tác như đang chạy, mình sẽ đột ngột chuyển hướng được, an toàn hơn. Và lúc này những cái sợi dây chằng, những sợi gân của mình nó cũng đã được luyện tập rồi và nó thực hiện chuyển động tốt hơn so với không có tập luyện. Và khi cải thiện được plyometric thì nó cũng như tất cả các loại hình tập luyện, các element, các cái thành phần của fitness khác, nó đều giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn, an toàn hơn. Ok. Rồi, ở đây lưu ý một cái, việc tập luyện plyometric thường xuyên thì hoặc là quá nhiều sẽ rất nguy hiểm. Đây, too dangerous, bởi vì và nó tiềm ẩn khả năng tăng nguy cơ chấn thương. Vì vậy mình có thể đưa nó vào chương trình tập, nhưng bao nhiêu buổi một tuần mình sẽ tự phân bổ, chứ không phải một tuần mình tập suốt 5 buổi, 7 buổi plyometric thì cơ thể nó, nhất là những cái mô mềm đó, nó không được kịp nghỉ, mà mình nên xen kẽ. À, bữa nay có thể tập plyometric, ngày mai thể tập với tạ, ngày hôm sau hay tập yoga chẳng hạn, hoặc bữa sau nữa mình chạy bộ đơn giản nhẹ nhẹ đó, thì nó sẽ phù hợp hơn, chứ mình đừng có ép quá. Thì khi mà tập quá mức nó sẽ gây nguy hiểm, nhưng mà nó vẫn cần thiết cho quá trình tập luyện, nên người ta khuyên mình cần phải tập luyện có hệ thống, systematic, hệ thống và tăng tiến rõ ràng. Cũng giống như những chương trình tập khác đều có phase stabilize, rồi đến strength, rồi đến power chẳng hạn như vậy. Thì mình cũng tập những bài từ dễ đến khó. Rồi, thậm chí ở đây nếu như các bài tập nó độ khó quá cao đối với cái người thực hiện á, đối với người khách hàng, thì anh ấy hoặc cô ấy khả năng là sẽ không thực hiện được đúng kỹ thuật của cái bài đó, và nó phải bù trừ bằng những cái chỗ khác. Ví dụ họ chưa qua những cái phase stabilize hoặc là phase strength của để cho phần hông, phần lưng nó ổn định hoặc là gối ổn định gì đó, mà họ đã bắt đầu tập plyometric thì khả năng họ sẽ bị chấn thương gối hay cổ chân hay là đau lưng chẳng hạn. Đó là những cái nó sẽ xảy ra. Thì khi chúng ta biết cái này thì mình nên xây dựng một cái chương trình tập nó phù hợp. Và khi thấy được, đó là lý do khi mà thấy những, như hôm trước mình có share cái clip mà một cái anh 100 mấy chục ký đang tập và ăn uống như vậy. Vấn đề ảnh cứ tập những cái bài cường độ cao hoặc những bài tập về nhảy, thì cái chuyện chấn thương chỉ là sớm muộn thôi. Sớm hay muộn tùy vào cái sức chịu đựng mỗi người, mình không nói được. Nhưng mà đó là một cái chương trình tập mình cảm thấy không phù hợp, mà mình nên thiết kế nó có lộ trình rõ ràng. Rồi. Và cái việc đưa tập luyện plyometric này đối với những bạn mà gọi đam mê tập luyện hoặc là về thể thao hoặc là vận động viên á, thì nó rất quan trọng để tăng cái performance optimal, tối ưu được cái khả năng vận động của cái người vận động viên đó để tập luyện. Và ở đây người ta có nói như hồi nãy mình hỏi về người lớn tuổi, thì ở đây người ta đưa một ví dụ như một người già
mà cô già 60 tuổi và một người trẻ nam thanh niên 25 tuổi, vận động viên chuyên nghiệp, thì họ có cần tập plyometric hay không? Câu trả lời là có. Và đương nhiên cái mục tiêu của hai người là khác nhau. Cái cô mà 60 tuổi này, cô đó không có cần mà phát lực được tối đa, maximal strength như cái anh vận động viên kia. Tuy nhiên, cái cô này cần cái sự ổn định cũng như là sức mạnh cơ bắp của cổ, cũng như là cái sức chịu đựng và khả năng phát lực được tốt để phục vụ cho những cái hoạt động sinh hoạt sống hàng ngày của cô ấy. Nên đối với từng đối tượng khách hàng đều có nên tập cái này, nhưng mà tập ở mức độ nào thôi. Và đối với người già, còn một cái nữa là họ khi tập luyện này thì cái hệ thần kinh họ cũng như hệ cơ xương khớp họ tốt, thì sẽ hạn chế được những cái vấn đề mà té ngã. Một điều các bạn nên biết là khi tập plyometric nó sẽ giúp tăng được cái mật độ xương, chống loãng xương, nếu chúng ta kết hợp với tạ, ví dụ như áo tạ, ví dụ như cầm thêm tạ nhẹ nhẹ mà đã có lộ trình rõ ha, thì nó sẽ giúp mình chống loãng xương được. Rồi. Rồi các bạn có thắc mắc gì về phần mới trình bày không? Ok không? Em thưa anh là ví dụ như là cùng là nhảy như thế này thì với em mà nhảy thì gần như là em nhảy em không tạo ra tiếng động gì, nhảy rất là nhạc. Nhưng mà đến học viên em thì cảm giác kiểu ai cũng nhảy lộp bà lộp bộp ấy anh. Thì em tất nhiên là vì là khả năng vận động của mình tốt hơn so với học viên thì là tốt hơn, thì mình không lộp bộp kiểu như thế. Nhưng mà làm thế nào để cho kiểu người ta, thường là em sẽ bảo học viên là kiểu nhảy theo đúng cái nhịp thở này. Đấy, thì cũng có nhịp nhàng hơn, nhưng mà về cơ bản là người ta nhảy vẫn cứ bị kiểu như là lộp bộp hoặc là bị nhảy nhanh quá ấy. Thì em đang không biết là làm thế nào để cho cái nhảy đấy của họ nó tốt hơn ấy ạ. Nó tốt hơn hả? Có thể ban đầu em sẽ tìm những cái bục á, cái bục nhảy chẳng hạn, hoặc là nhảy tại chỗ thôi. Họ có thể drop squat hoặc là jump squat tại chỗ, đã tại chỗ thôi mà họ tiếp đất một cách nhẹ nhàng, rồi sau đó tăng lên khoảng một gang tay cho họ nhảy lên đó, nhảy xuống. Mình thấy nó rất là nhỏ, nhưng mà ở đây không phải là đang tạo độ khó cho họ, mà đang tạo cái gì? Đang tạo cho họ cách làm quen với từng cái mức độ khó khác nhau. Và ở đây yêu cầu họ nhảy không tạo ra tiếng động quá lớn, vì giống như họ khi tạo tiếng động lớn như vậy thì tức là họ đang đặt áp lực nhiều lên cái người của họ, đúng không? Thì nó sẽ không có tốt cho khớp chẳng hạn. Thì mình đang muốn họ kiểm soát được cơ thể của họ, thì chúng ta phải có từ mức dễ đến mức khó. Không thể nào mà mới vô đưa họ một cái ghế ngang tới đầu gối hoặc là ngang tới hông họ nhảy mà kêu họ giảm tiếng động được, đúng không? Thì có thể ban đầu nhảy từ dưới đất, xong bắt đầu mới tăng lên khoảng một gang tay, hoặc bắt đầu mới cao dần lên, phải có tăng tiến từ từ. Đó vậy thôi. Và nếu họ vẫn không làm được thì bắt buộc phải quay lại tập kiểu những cái xem họ có ổn định cơ thể trước không đã, rồi mình mới tính tiếp. Ok. Vâng ạ. Ok. Rồi mình sẽ thoát ra rồi vào lại.